ba con giáp gặp hạn tam tai vận trình cực kỳ biến động thân tí, thìn có ba năm sóng gió nhiều chướng ngại chuyển nghiệp khiến ba con giáp này sẽ như thế nào hãy cùng kênh tìm hiểu luận giải hạn tam tai của ba con giáp hạn tam tai là gì hạn tam tai là vận hạn lớn nhất của đời người mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua. Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần. Tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Điều này xảy ra được xem như là một quy luật của vòng tuần hoàn. Trong năm 2022 có ba con giáp phạm tam tai đó là tuổi thân, tuổi tý và tuổi thìn. Đây là năm tam tai đầu tiên của ba con giáp này. Những tuổi thân, tý, thìn cần chú ý không nên bắt đầu những công việc trọng đại làm gì cũng cần hết sức cẩn trọng kẻo gặp nhiều bất trắc đen đuổi hẹn tam tai khiến các tuổi thân tý thìn rơi vào cảnh khốn đốn trắc trở vất vả đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong nhóm tam hợp tuổi này thì đôi bên đều phải mệt mỏi cùng lúc mức độ cộng hưởng sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ đến gia đình đó cũng là thiệt thòi của các tuổi tam hợp. Nếu vợ chồng không cùng tam hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực hơn. một Tuổi thìn Công việc của tuổi thìn trong năm nhâm dần 2022 tuy khởi sắc hơn năm tân sổ 2021, nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thật sự lý tưởng. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn về tài chính tuổi thân kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu điều mà tuổi thân cần chú ý nhất trong năm 2022 này là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tan chế hai tuổi thân do gặp hạn tam tai năm nhâm dần 2022 nên tuổi thân có một năm vất vả về mọi mặt công việc của tuổi thân vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, tuổi thân còn phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc tài chính. Sức khỏe của tuổi thân cũng không quá tốt, quý bạn cần cẩn trọng khi đi xa, lái xe, các công việc mang tính chất nguy hiểm ba đối với tuổi tý công việc của tuổi tý có biến động khá lớn bạn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp bạn làm gì cũng có một mình khó nhờ vất vả không được anh em bạn bè việc kinh doanh của người tuổi tý cũng bớt bát dễ mất tiền thất thu chuyện tình cảm ảm đạm vợ chồng lục đục sức khỏe giảm sút Tuy nhiên bản mệnh cũng nên không quá lo lắng Quan trọng là phải kiên trì, vững tâm, thường xuyên tích đức hành thiện Vận trình ắt sẽ trở nên nhẹ nhàng và hành thông hơn Những con giáp phạm hạn tam tai năm 2022 Năm nhâm dần 2022 sẽ là năm đầu hạn tam tai của các tuổi tý thìn và thân, ba con giáp này sẽ gặp thiên cổ, tinh quân, theo đó hạn chế tiến hành việc quan trọng, khởi đại sự trong năm. Bên cạnh đó cần chủ động đề phòng những việc xấu có thể xảy tới như tính tình nóng nảy bất thường, cẩn thận xe cộ sông nước, hòa huyết quang, có chuyện buồn khóc trong gia đình, tiền bạc khao tán, tài sản thất thoát, bị kiện thưa hay dính đến pháp luật mang tiếng thị phi bị cản trở trong công việc hợp tác làm ăn. Kiên kỵ những điều gì trong năm tam tai đầu tiên 2022? Điều kiên kỵ nói chung, theo quan điểm dân gian, trong năm đầu tiên gặp hạn tam tai tốt nhất nên kiên kỵ hoặc hạn chế tiến hành những việc sau. 1. Khởi đại sự 2. Cưới hỏi 3. Đi sông nước 4. Hùng vốn lớn để làm ăn đầu tư mạo hiểm 5. Mua nhà, xây dựng nhà cửa ba hạn tuổi tam tai năm 2022 cần kiên kỵ. Một, tuổi Tý, làm việc kết hợp nghỉ ngơi điều độ, tránh lao lực, kẻo kiệt sức rồi đổ bệnh, tốn kém tiền thuốc thang chữa trị. Hạn chế xuất hành, dễ gặp bất lợi về xe cộ đường xá. Tránh xa khu vực sông nước, nếu không dễ gặp hạn đối nước hoặc tai ương bất ngờ. 2. Tuổi Thân kỵ ăn nói hàm hồ kẻo vướng thị phi kiện cáo pháp luật đi lại cẩn trọng đề phòng tai nạn bất ngờ không nên xuất hành đi xa dễ gặp trục trặc trên lộ trình tránh nhảy việc tránh thay đổi chỗ ở hoặc nơi công tác dễ gặp bất lợi ba tuổi thân hạn chế khỏi đại sự tránh làm việc nửa vời kẻo mang tiếng thị phi giảm uy tín nữ tuổi thân mang thai cần cẩn thận việc đi lại kẻo gặp bất trắc hết sức cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa khôn lường cách hóa giải hạn tam tai năm 2022 làm nhiều việc thiện làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh cũng chính là cách cải mệnh rất tốt theo đó các tuổi thân tý và thìn nên thường xuyên phóng sinh hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ mọi người xung quanh, quyên góp tiền bạc, làm công quả ở chùa. Như vậy sẽ được hưởng âm phước vô lượng, có thể giúp hóa hung thành cát, mang tới nhiều may mắn. Mức độ ảnh hưởng của tam tai đối với người gặp hàng có cấp độ nặng nhẹ khác nhau, phụ thuộc vào lá số của mỗi người. Xong, nhìn chung thì tam tai là một điều không thể tránh khỏi việc kiên kỵ kỹ và có các biện pháp hóa giải có thể giúp bạn hạn chế hoặc hóa giải được một phần hay toàn bộ mức ảnh hưởng xấu nhất của hạn tam tai. Người gặp hạn thường phải chịu ảnh hưởng chủ yếu về tài chính và công việc, còn vấn đề về tình cảm và gia đình thì ít bị ảnh hưởng hơn. Tam tai diễn ra trong 3 năm liên tục, mỗi năm chịu một hạn nhất định khác nhau cụ thể như sau đầu năm tam tai năm đầu tiên trong vận trình hạn tam tai gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại mới bởi lẽ vạn sự khởi đầu nan nếu khởi sự công việc vào đầu hạn tam tai rất dễ dẫn đến thua lỗ sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn tiếp theo theo đó tam tai sẽ tác động dẫn đến những thất bại của khởi đầu công sự mới Thay vào đó chỉ nên làm những công việc đã cũ Tiếp tục phát triển, mở rộng, cải thiện Đầu tư vào các cái cũ, quen thuộc Những việc đang làm, dở Vì đã có những nền tảng cơ bản Đặc biệt không nên đưa ra những quyết định quan trọng Như xây dựng nhà cửa, biệt thự Hay các công trình mới tương tự nào Năm 2 của Tam Tai Ở năm này có sự thay đổi so với năm đầu tiên. Thay vì ảnh hưởng đến bước đầu công việc thì ở năm 2 hàng tam tai sẽ tác động đến quá trình thực hiện của bạn. Điều đó có nghĩa bạn không nên tạm dừng các công việc bạn đang làm hay không tiếp tục các công việc bạn đang làm mà dừng giữa chừng. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì sẽ lại gặp trở ngại, không suôn sẻ và gặp thất bại những người có công việc không ổn định, làm bán thời gian, thời vụ thường gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Do hạn tam tai giai đoạn này sẽ khiến may mắn của bạn giảm sút, công việc dễ gặp nhiều trắc trở. Năm 3 của tam tai. Năm 3 tam tai còn gọi là năm cuối cùng của tam tai. Đây là giai đoạn chuyển sắc ổn định hơn so với giai đoạn trước vì vậy giai đoạn này gia chủ lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này bởi lẽ năm thứ ba con đường công danh tài lộc của bạn có bước chuyển sắc tốt nhất người bị hạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến gặp nhiều may mắn công việc dễ dàng hơn hạn mất tam tai qua các năm có thể thấy rằng năm giữa là năm nặng nhất liên quan đến công việc ổn định công việc liên tiếp là năm thứ nhất và cuối cùng là năm cuối chịu ảnh hưởng ít hơn bởi đây là năm phục hồi